Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 3 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Xã Minh Châu, điểm sáng của huyện Yên Mỹ về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Anh Tân ở xã Đại Đồng thu lãi 1 tỷ đồng từ trồng khoai tây. Toàn tỉnh có 17 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo quân khu 3 có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu. Làm việc tại trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn công tác về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Hưng Yên là một trong số ít các tỉnh trong quân khu 3 được nhiều cấp bộ ngành khen thưởng. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng những nét khái quát về vị trí địa lý, kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển trong thời gian tới của tỉnh. Hưng Yên là tỉnh có diện tích nhỏ và độ dân số đông, nhưng sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh khó khăn, Hưng Yên đã có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt. Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh cùng với 16 tỉnh thành phố trong cả nước tự cân đối thu chi và có đóng góp vượt kế hoạch về ngân sách trung ương. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ, trong đó công nghiệp chiếm 51% tỷ trọng cơ cấu kinh tế. Định hướng của tỉnh trong thời gian tới tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững môi trường đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nêu ba kiến nghị với Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng. Một là về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Bộ Quốc phòng cùng các bộ ngành liên quan cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo nghề cho tân binh sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hai là về công tác xây dựng sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh thời gian qua được tỉnh hết sức quan tâm, nhưng do Hưng Yên là tỉnh có nhiều đối tượng chính sách có đóng góp lớn trong cuộc kháng chiến, nhưng hiện nay nhiều đối tượng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn về nhà ở, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh trừ thì đáp ứng được. Tỉnh mong Bộ Quốc phòng quan tâm hỗ trợ để tỉnh triển khai tiếp tục hỗ trợ xây dựng được nhiều nhà ở hơn nữa cho gia đình chính sách. Ba là trong quá trình phát triển, Hưng Yên gặp khó khăn về quy định giữ đất lúa, do đặc thù của Hưng Yên khác một số tỉnh khác có thuận lợi về vị trí giáp thủ đô Hà Nội nên phát triển đô thị là một tiềm năng và góp phần giảm áp lực cho dân số thủ đô. Khó khăn này của tỉnh mong sớm được tháo gỡ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và chúc mừng những thành tích vượt bậc của tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2017 và những năm vừa qua. Trong đó, hai lực lượng quân đội công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhiều cấp khen thưởng. Biểu dương công tác chuẩn bị cho tân binh lên đường nhập ngũ của tỉnh với chất lượng tốt, đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, mỗi cán bộ chiến sĩ cần nâng cao trách nhiệm chính trị, đoàn kết, kỷ luật thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác dân vận ở các cấp, lực lượng quân đội công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, trong đó phải xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện bằng được. Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện. Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà của Bộ Quốc phòng cho tập thể Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh vì đã đạt được nhiều thành tích trong công tác năm 2017.
Tiếp đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến dân hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài. Làm việc tại trụ sở Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng đối với công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hưng Yên sẽ quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Bộ trưởng đã giao cho. Thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên bức tranh Bác Hồ đang làm việc. Tỉnh Hưng Yên tặng Bộ trưởng bức tranh văn miếu Xích Đằng. Nhằm khơi dậy niềm vinh dự tự hào, tạo khí thế phấn khởi cho tân binh trước khi lên đường bảo vệ Tổ quốc, sáng nay, tại trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ, huyện Phù Cừ đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề Thanh niên huyện Phù Cừ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Gần 150 thanh niên huyện Phù Cừ chuẩn bị nhập ngũ đợt này đã được giao lưu với đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện, cựu chiến binh, đơn vị nhận quân, quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thân nhân và đại diện thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, qua đó giúp thấy rõ những thuận lợi khó khăn và nỗ lực của huyện trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống và việc chuẩn bị đón tân binh của các đơn vị nhận quân, quá trình rèn luyện phấn đấu trong môi trường quân đội, tâm tư, tình cảm và ý thức trách nhiệm của các thân nhân cũng như của các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ đã tặng giấy khen cho 5 thanh niên gương mẫu chấp hành luật nghĩa vụ quân sự và tặng quà cho thanh niên của 14 xã thị trấn nhập ngũ đợt này. Những năm qua, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Liên tục nhiều năm liền, xã đều đảm bảo 100% chỉ tiêu quân số trong các đợt giao quân và số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ của xã ngày càng tăng. Những ngày này, trong ngôi nhà nhỏ của hai thanh niên Lưu Quang Vũ và Phạm Văn Tuấn cùng ở thôn Bắc Khu, xã Minh Châu luôn đầy ắp tiếng cười. Mặc dù cả hai em còn thiếu tháng so với tuổi lên đường nhập ngũ, nhưng do có sự động viên của gia đình cũng như sự hiểu biết về luật nghĩa vụ quân sự, nên cả hai đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm nay. Cũng được sự động viên của chính quyền địa phương cũng như Ban Chỉ huy quân sự xã, gia đình chúng tôi rất động viên con em chúng tôi lên đường, cháu Vũ lên đường hoàn thành nghĩa vụ quân sự và rèn luyện tốt trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cháu đã viết đơn tình nguyện để đi nghĩa vụ quân sự năm 2018. Cháu muốn vào trong môi trường quân đội rèn luyện để được học được tính tác phong của Bộ đội Cụ Hồ và để sau này mà về mình sẽ ứng dụng với thực tế là đời sống và có những hiểu biết hơn về ngoài xã hội và có những điều làm đúng đắn hơn, không dính vào những tệ nạn xã hội. Trong đợt tuyển quân năm nay, xã Minh Châu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 12 thanh niên nhập ngũ. Nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã rà soát để nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các bước tuyển chọn như xét duyệt chính trị, sơ tuyển, bình cử công khai đúng quy định. Do vậy, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của xã Minh Châu trong 7 năm qua luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Cho đến nay là 100% là thanh niên trong toàn xã Minh Châu là các đồng chí xác định tốt được cái nhiệm vụ và sẵn sàng là lên đường nhập ngũ là bảo vệ Tổ quốc, và cũng khẳng định là đối với Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Châu và cũng như là Hội đồng Nghĩa vụ xã Minh Châu là hàng năm cái công tác tuyển chọn là gọi công dân nhập ngũ là các đồng chí duy trì cũng rất có nề nếp và rất có hiệu quả, chất lượng rất là cao. Đấy là chỉ tiêu là giao là các đồng chí đều hoàn thành tốt là 100% chỉ tiêu giao. Ngoài cái công tác tuyển chọn của công dân nhập ngũ ra hoàn thành thì các đồng chí là các cái nhiệm vụ về công tác quân sự quốc phòng địa phương là các đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc và hàng năm cũng đều được là Ủy ban Nhân huyện và các cấp là tặng khen thưởng. Với phương châm thực hiện đúng nguyên tắc đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể và thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, những năm qua việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự và chính sách hậu phương quân đội ở xã Minh Châu đã góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dù là đối tượng được ưu tiên tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng thanh niên Trịnh Phương Nam ở thôn Mễ Đậu, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm vẫn hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ. Nam hiện đang là sinh viên năm thứ nhất khoa công nghệ ô tô, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Một tháng tham gia khóa huấn luyện quân sự trong trường đại học. Em đã yêu thích môi trường quân đội nghiêm khắc kỷ luật.
phát huy truyền thống cách mạng của gia đình. Cụ nội là liệt sĩ kháng chiến chống Pháp, ông nội và nhiều anh em cùng thế hệ cũng có thời gian cống hiến trong quân đội, được cha mẹ đồng tình ủng hộ, Nam tạm gác việc học, xung phong lên đường nhập ngũ. Tôi cảm thấy môi trường quân đội là một môi trường tốt để rèn giũa đạo đức, kỷ luật, để trang bị đủ kiến thức để sau này bước ra ngoài xã hội làm một người tốt, tránh xa những tệ nạn xã hội. Vì thế tôi quyết định bảo lưu kết quả và viết đơn xung phong nhập ngũ. Còn vài ngày nữa, Nam và hàng nghìn thanh niên tỉnh ta sẽ lên đường nhập ngũ. Em đã chuẩn bị xong hành trang và háo hức chờ ngày chính thức trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân đối với quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thực hiện chiến dịch diệt chuột diện rộng vụ xuân 2018, qua đợt 1, khi đồ ải toàn tỉnh đã diệt trên 5 triệu con chuột. Năm nay, tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột trên 3 tỷ đồng. Khác với các năm trước, năm nay Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh đã hướng dẫn các xã thị trấn trộn thuốc với bả rồi chia cho các thôn. Vì vậy, chất lượng mồi được đảm bảo, tỷ lệ chuột ăn mồi cao từ 70 đến 90%. Toàn tỉnh đã có 151 trên 159 xã thị trấn đặt bả và diệt trên 5 triệu con chuột. Các địa phương diệt chuột đạt tỷ lệ cao là huyện Ân Thi gần 1 triệu 500 nghìn con, huyện Phù Cừ gần 500 nghìn con, huyện Kim Động 450 nghìn con, thành phố Hưng Yên trên 400 nghìn con. Diệt trừ chuột đã đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ và thời gian an toàn tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và môi trường. Đợt 2 sẽ đạt bổ sung 20% lượng bả tại đoạn sau cấy đến khi lúa đẻ nhánh, đứng cái, nơi mà độ chuột còn cao sau khi đã đạt bả đợt 1, thời gian từ mùng 1 tháng 3 đến 31 tháng 3. Thấy nhiều hộ dân bỏ trống đất trong vụ đông xuân, anh Phùng Văn Tân ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đã vay vốn, mượn 70 mẫu đất của bà con để trồng khoai tây cao sản cho hiệu quả kinh tế cao. Đây là năm thứ 3 anh Tân trồng khoai tây với tổng diện tích khoảng 70 mẫu được mượn thầu của bà con nhân dân thuộc hai xã Minh Hải và Chỉ Đạo. Do ảnh hưởng của thời tiết, sản lượng khoai tây năm nay giảm, trung bình là 4 tạ củ một sào. Ngoài khoai thương phẩm được công ty Orion Việt Nam tiêu thụ với giá 7,2 nghìn đồng một kg, anh Tân còn cung cấp khoai giống tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh với giá 9,6 nghìn đồng một kg. Anh Tân cho biết do diện tích không tập trung mà xen lẫn khoai lúa, việc đưa máy móc vào sản xuất gặp khó khăn khiến chi phí tăng cao. Tuy nhiên, vụ khoai này trừ chi phí đầu tư, anh Tân cũng thu lãi tới hơn 1 tỷ đồng. Lấy tiêu chí sản xuất đảm bảo chất lượng lên hàng đầu, nên sản phẩm mứt ô mai của gia đình anh Vũ Văn Quyến ở thôn Phương Thượng, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng, đem lại doanh thu mỗi năm 1 tỷ đồng. Phát huy truyền thống từ làng nghề sản xuất long nhãn mứt táo, năm 2000, anh Quyến đầu tư mở rộng sản xuất các mặt hàng mứt ô mai như mận xào gừng, mơ chua cay, xấu bao tử, cóc xào gừng, long nhãn sấy khô v.v. Với nguồn nguyên liệu dễ kiếm từ các loại quả sẵn có trên thị trường như xấu mơ mận táo, anh Quyến đã học hỏi và chế biến mỗi loại có một hương vị khác nhau, tạo nên sản phẩm ô mai đặc trưng tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, Hải Dương và Hải Phòng. Trung bình một năm, gia đình xuất 50 tấn sản phẩm tại việc làm cho trên 10 lao động với mức thu nhập trung bình từ 3 triệu 500 nghìn đồng đến 4 triệu đồng một lao động một tháng, đem lại doanh thu 1 tỷ đồng trừ chi phí cho thu lãi 300 triệu đồng. Anh Quyến cho biết để có được thương hiệu trên, gia đình luôn đặt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu và đặc biệt không sử dụng bất kỳ chất bảo quản nào trong chế biến. Nhờ vậy, sản phẩm sản xuất ra đến đâu được tiêu thụ luôn đến đó. Nhằm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, những năm qua, Trường Trung học Phổ thông Phù Cừ đã quan tâm đẩy mạnh phong trào học sinh nghiên cứu khoa học, giúp các em áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, phát huy tích cực, chủ động, hứng thú trong học tập. Trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp truyền thụ kiến thức khoa học kỹ thuật cho học sinh bằng nhiều cách thức mới như hướng dẫn trực tiếp phương pháp nghiên cứu khoa học, cung cấp tài liệu mới, hỗ trợ về kỹ thuật cho học sinh. Đặc biệt để đề cao tính sáng tạo, nhà trường luôn coi trọng sự tự chủ của các em học sinh với đề tài sản phẩm, mô hình của mình. Giáo viên chỉ là người định hướng hoặc hỗ trợ khi cần thiết hoặc giúp đỡ những sản phẩm, mô hình đòi hỏi ứng dụng kỹ thuật cao. Từ năm học 2013 đến nay, trường đã tổ chức 5 cuộc thi khoa học kỹ thuật với 40 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều đề tài dự án đạt giải cấp tỉnh. Tiêu biểu như em Nguyễn Thanh Bình, lớp 12A1,
trong 3 năm học đã có 3 sản phẩm là hệ thống lọc bụi gỗ, bụi sơn, xe hỗ trợ cho người tập đi, đứng và cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật đạt các giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh và được chọn đi thi cấp quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, với tác phong giản dị, gần gũi và hết lòng vì học sinh thân yêu, thầy giáo Nguyễn Văn Định, giáo viên văn sử trường Trung học cơ sở Hòa Phong, huyện Mỹ Hào là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xứng đáng để đồng nghiệp và học sinh noi theo. Bắt đầu sự nghiệp trồng người từ năm 2004 tại trường Trung học cơ sở Hòa Phong, với lòng nhiệt huyết và yêu nghề, thầy giáo Nguyễn Văn Định luôn tích cực nâng cao chất lượng soạn giảng theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời tìm tòi cập nhật những kiến thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và gắn những kiến thức với thực tế cuộc sống để đem đến cho học sinh những bài học hiệu quả nhất. Do có đặc thù bộ môn và đặc biệt là muốn truyền được cho các em học sinh dạy văn làm người và dạy lịch sử là về truyền thống lịch sử của dân tộc, thì cái điều quan trọng nhất tôi thấy rằng là trước hết là bản thân người thầy phải gương mẫu và xác định rõ được cái vai trò của mình. Và thứ hai nữa là truyền tất cả những cái cảm hứng, cái niềm đam mê của mình đối với các thế hệ học trò. Nhưng trong cái sự truyền đó thì mình cần có những cái bước đổi mới cụ thể đối với từng tiết dạy, bài dạy thì nó sẽ phù hợp hơn với các em và các em sẽ cảm giác không bị nhàm chán trong mỗi tiết dạy. Nhờ có những phương pháp giảng dạy hiệu quả, đội tuyển học sinh giỏi do thầy giáo Định bồi dưỡng luôn đạt được những thành tích cao trong các kỳ thi. Trong 2 năm học, từ năm 2015 đến năm 2017, đội tuyển học sinh giỏi lịch sử do thầy trực tiếp bồi dưỡng đã đạt 7 giải cấp tỉnh. Trong vai trò tổ trưởng tổ khoa học xã hội của trường, thầy giáo Định luôn luôn sát sao trong việc kiểm tra chuyên môn và khuyến khích các giáo viên trong tổ đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy cũng là thành viên tích cực trong tổ nghiệp vụ của phòng giáo dục đào tạo huyện Mỹ Hào. Chúng tôi rất tự hào về thầy giáo Nguyễn Văn Định. Thầy giáo đã rất tâm huyết với nghề nghiệp và hết lòng vì học sinh thân yêu và luôn luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tấm gương sáng trong nhà trường để quần chúng và học sinh tin yêu, tôn trọng và quý mến. Gần 15 năm dạy học, thầy Định đã nhiều lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được các cấp ngành tặng giấy khen bằng khen. Vừa qua, thầy được Sở Giáo dục vinh danh là giáo viên tiêu biểu trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 2 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 17 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm ở 2 tiêu chí, giảm 4 người chết và giảm 2 người bị thương. Các địa phương có tình hình tai nạn giao thông phức tạp, đó là huyện Văn Lâm xảy ra 7 vụ, làm 3 người chết, làm 5 người bị thương. Huyện Mỹ Hào xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, làm bị thương 4 người. Và huyện Khoái Châu xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, làm bị thương 2 người. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông, chủ yếu tập trung vào các lỗi chuyển hướng, qua đường không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường và điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Trong 2 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã xử phạt gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền gần 4,3 tỷ đồng, tức 355 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.435 phương tiện các loại. Thời gian qua, công tác tuyên truyền vi phạm quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã được lực lượng chức năng huyện Tiên Lữ tăng cường trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông. Chỉ tính riêng trong cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết vừa qua, lực lượng chức năng huyện đã xử phạt 11 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Để công tác kiểm tra xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông đạt hiệu quả tích cực, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Tiên Lữ đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết về những quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn, cũng như những tác hại của rượu bia với sức khỏe và an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên các tuyến đường, qua đó giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn huyện. Hiện nay, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm luật giao thông diễn ra khá nhiều trên các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến đường nông thôn.
Qua ghi nhận, trong những ngày này, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm luật giao thông diễn ra nhiều trên các tuyến đường. Các vi phạm tập trung chủ yếu vi phạm các lỗi như điều khiển xe mô tô, xe máy, không chấp hành đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều và đi không đúng phần đường làn đường. Sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân thường lơ là trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Do đó, để đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát giao thông sau dịp Tết Nguyên đán, thì trên địa bàn huyện, đội cảnh sát giao thông công an huyện, chúng tôi tăng cường công tác tuần tra dưới địa bàn các xã, thị trấn, chú trọng công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến tất cả các cháu học sinh trên địa bàn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, thì chúng tôi tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ, tập trung vào các lỗi là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và đi sai phần đường, làn đường và sử dụng rượu bia trong khi lái xe. Phân công cán bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát giao thông xuống phối hợp với lực lượng công an xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, xử lý nghiêm triệt để ngay từ cơ sở. Không chỉ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện mà ở các tuyến đường liên xã, đường thôn, xóm, tình trạng vi phạm luật giao thông cũng diễn ra phổ biến. Tình trạng phụ huynh đi xe mô tô, xe máy đón con không đội mũ bảo hiểm, nhân dân đi cày cấy không đội mũ diễn ra nhiều trên các tuyến đường. Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất thì người dân chưa chấp hành cái luật lệ an toàn giao thông. Nên chúng tôi thường xuyên tuần tra kiểm soát mật phục và kết hợp với các đồng chí cảnh sát giao thông huyện cơ động để xử lý các trường hợp là đánh võng, lạng lách, chở 2-3 người không đội mũ bảo hiểm. Nên mà anh em chúng tôi tăng cường thường xuyên kiểm soát, xử lý. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị các lực lượng chức năng, công an các xã, phường, thị trấn cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.